Các bạn đồng tu thân mến, hôm nay và giờ phút này không có một thứ gì hạnh phúc hơn là các bạn đồng tu và bảo thành vẫn còn ngồi với nhau để trở về trong chánh niệm của hơi thở. Hít vào, thở ra chậm rãi, buông thư. Nảy cái tánh biết, nương vào hơi thở chánh niệm để nhận diện. Để nhận diện, để nhận biết sự hiện diện của tình thương vốn luôn có ở trong mỗi người chúng ta. Nhận diện trí tuệ, sự nhìn thấu, sự hiểu biết rõ được nhân quả của thiện ác, hiểu biết được cần phải rời xa các pháp ác, tiếp cận và hành trì các pháp thiện. Đặc biệt, chúng ta nhận diện sự có mặt của tâm thái tỉnh thức rất quan trọng trong đời người của chúng ta. Nếu như nhận diện rõ ta có tình thương, ta có trí tuệ và ta có sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc đang sống, chính là ta thúc đẩy và kích hoạt để tình yêu thương, năng lượng sống tràn đầy trong mỗi người chúng ta. Có năng lượng sống tích cực, cuộc đời sẽ thêm vui và hạnh phúc, muôn sự sẽ bình an. Ngồi ở nơi đây, hay các bạn đang ngồi nơi phòng ốc tại nhà, không gian cho phép, với sự thông dong tự tại, nhìn rõ chính mình, để thở, để sống, và để yêu thương. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng cuộc đời quá bận rộn, ta nào có sống, ta nào có thở, ta nào có yêu thương. Ta ngược xuôi như kẻ không hồn. Ta thở không kịp, ta thở không ra. Ta sống thất thểu. Chẳng những cái vũng sinh lầy của sự căm phẫn hận thù. Vì sao? Một câu hỏi đôi khi đơn giản, nhưng chúng ta quá vội vàng, chẳng bao giờ để ý chiêm nghiệm. Ăn thì khen ngon, hỏi ra hương vị như thế nào, chẳng biết. Uống thì chê dở, hỏi ra hương vị như thế nào, chẳng hay. Bởi vội vàng, bởi vội vàng và với cái tâm phân biệt không thấu rõ, lời nói nhanh hơn sao, hơn ánh sáng, tuột ra chẳng có sự suy nghĩ kiểm chứng. Nên khi nghĩ lại, thấy hớ hên. Các bạn, có bao nhiêu lần bạn đã khuyên những người thân của mình những lời khuyên có giá trị khi họ phải đương đầu với những nghịch cảnh, những chuyện không hay chưa? Ví dụ như câu, khi người thân gặp nghịch cảnh, gặp chuyện gì đó mà họ rối đầu, rối trí,
tinh thần không biết phải làm gì nữa, lộn xộn hết. Lời ta thường khuyên, bình tâm đi, an tâm đi, không có chuyện gì xảy ra. Có phải bạn thường khuyên những người khác là hãy an tâm đi, trước nghịch cảnh hãy an tâm, trước sự việc như vậy hãy an tâm. Câu này mẹ của chúng ta cũng thường nói, con hãy an tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Câu này ta vẫn nghe bạn bè, người thân, chồng, vợ hoặc ai đó nói với chính mình, hoặc mình nói với người khác. Hãy an tâm, chuyện đâu còn có đó. Không biết cái chữ mà ta nói, hãy an tâm, chuyện đâu còn có đó, nó có thực dụng hay bị lạm dụng? Ta đã được nghe ai đó, khi mình đương đầu với nghịch cảnh, họ nói hãy an tâm. Đôi khi mình rất bực mình, trời ơi, làm sao mà an tâm được khi ngày mai tôi phải đi phỏng vấn cho cái việc là mà giờ tôi chưa có sự chuẩn bị. Làm sao mà an tâm được khi người ta lấn át, đánh đập, chửi bới. Làm sao mà an tâm được khi mất cái này, mất cái kia, sự cố này, sự cố kia. Đấy, bạn hỏi mình đi. Nếu trường hợp của bạn đang xảy ra cái sự rối như thế, rồi ai đó tới nói cứ an tâm, đâu còn có đâu, bạn biết ngay làm sao mà an tâm được. Nhưng cái câu này thường vẫn được sử dụng. Chủ đề hôm nay nói và hỏi để ta chia sẻ cùng với nhau. Tâm an liệu có bình an không? An tâm. Các bạn, tâm an liệu có bình an không? Hai chữ bình an đọc thì dễ, đơn giản. Đôi khi chúng ta chẳng để ý bởi chẳng hiểu bình an là gì. Nhưng hai chữ bình an rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Tâm an liệu có bình an hay không các bạn? Các bạn trả lời dùng Bảo Thành đi. Tâm an liệu có bình an hay không? Và ở trên đời này khi nói cho ai biết an tâm đi. An tâm. Thì cái tâm của mọi người có an hay không? Chúng ta không an khi ai đó nói an tâm đi, không có gì đâu. Câu nói đó nói nhiều lần khi gặp nghịch cảnh đôi khi trở thành diễu cợt. Nhưng các bạn của Bảo Thành đã có một sự trải nghiệm kỳ diệu khi chỉ một người nói an tâm đi, an tâm đi con, chuyện đâu còn có đó, chuyện đó để mẹ lo, mẹ chúng ta. Bạn có nghe mẹ của mình nói con ơi an tâm đi, đâu còn đó mà, để cho mẹ lo, đừng sợ. Ta an tâm ngay vì cái câu mẹ nói an tâm đi con, đâu còn đó để mẹ lo. Với chúng ta, người mẹ như một vị thần yêu thương đối với chúng ta, mẹ như một vị cốc chủ của cuộc đời, có thể làm chuyện to thành nhỏ, nhỏ biến mất, khổ đau thành hạnh phúc, phiền não thành bình an. Mẹ đối với chúng ta là một vị có thần thông. Mà thực sự hồi nhỏ khi khóc oe oe, gặp chuyện chẳng lành vui vẻ không, chẳng ai vui chuyện chẳng lành hết, chạy về mắt mẹ đau khổ khóc giọng, mẹ ôm chỉ nói đơn giản an tâm con ơi, an tâm để đó đi mẹ lo cho.
và biết bao nhiêu chuyện trong suốt cuộc đời khi lớn. Dần dần ta mới thấy mẹ có thần thông. Với nhiều lần mẹ đã nói an tâm đi con, mẹ lo cho. Đôi khi mẹ nói với con mà con đã là mẹ, mẹ nói với con mà con đã là bà, đã là ông, đã là cha, đã là đấng này đấng kia. Nhưng khi về với mẹ tỏ lộ những cái điều đang rắc rối, mẹ dù còn trẻ hay lớn tuổi cũng từng quen cái chữ an tâm đi con, để đó cho mẹ. Bạn có thấy không, kỳ diệu lắm. Và lúc ấy nghe được ta an tâm thực sự, tâm ta an thực sự. Có những cái bữa tiệc ta nấu đồ ăn, lỉnh kỉnh không biết nấu gì, rồi mẹ nói an tâm đi, để đó mẹ lo, mẹ nấu cho. Thế là ta vui mừng, ta an tâm. Bởi mẹ có khả năng nấu nướng. Cho nên khi mẹ nói an tâm, ta an, mẹ biết nấu. Bất cứ chuyện gì khi đụng đến bàn tay của mẹ và nghe được lời mẹ nói an tâm đi, để đó cho mẹ là vui lắm rồi. Ngay cả một đống chén bát đầy hết sau ăn uống, ta không biết phải rửa cái nào trước, rửa cái nào sau. Mẹ tới nhẹ nhẹ đằng sau lưng nói, con ơi, an tâm, đi ra ngoài kia mà chơi đi, để mẹ lo. Ta vui ngay, bởi mẹ của chúng ta rất khéo. Trong trái tim của Bảo Thành và các bạn, mẹ có thần thông. Cái thần thông được thể hiện thật rõ bởi mẹ có kiến thức, bởi mẹ có tình yêu. Kiến thức uyên thâm của mẹ mà tuổi nhỏ ta ngưỡng lên mẹ đó, làm cho chúng ta an tâm khi mẹ nói cứ an tâm, mẹ lo cho. Tình thương của mẹ đó ta cảm nhận được. Và mỗi một trường hợp nào xảy ra cho chúng ta, khi nghe được lời mẹ nói an tâm đi con, đừng lo, để đó cho mẹ. Bạn có nghe được câu thì thầm như một âm thanh vi diệu tiếng sáo nơi các vị thiên thần thổi vào tai bạn chưa? An tâm, đừng lo, để đó cho mẹ. An tâm, chuyện đâu còn đó, để cho mẹ lo, đừng sợ gì. Hình như đây là một điệp khúc vi diệu mà khi nghe được từ mẹ, trời đất phải rung chuyển, tam thiên đại thiên thế giới phải chấn động, lòng con người tràn đầy năng lượng tự tin. Phải suy niệm như thế, ta mới thấy rằng đúng. Cái câu nói an tâm đi, nó thực sự chỉ có tác dụng khi người nói đó có kiến thức, hay còn gọi là có trí tuệ, có tình thương, hay còn gọi là từ bi. Người mẹ là biển trời của tình thương, từ bi đấy. Người mẹ là trí tuệ bởi có đầy đủ kiến thức. Người con luôn nhận diện và đón nhận điều ấy. Nên vạn sự ở đời mẹ nói an tâm, để mẹ lo, con liền an, tâm con liền bình an. Bạn có biết hai chữ bình an cao quý như thế nào không? Cao quý. Chữ bình an ở đây có thể gọi là an lạc trong nhà Phật. Chữ an lạc tức là bình an. Bạn hỏi tâm bình an liệu có bình an hay không? Xin trả lời là có. Nhưng có ở chỗ nào, làm sao để có bình an mới quan trọng. Còn nói chúc bạn bình an, lời chúc đó nghe hay, nhưng đâu có bình an. An tâm đi, lời đó nghe được, nhưng làm sao an tâm được. Nhưng có, khi mẹ nói. Một cái câu chuyện Bảo Thành đọc được, suy nghĩ
tư duy quán chiếu, thấy hay quá. Đó là câu chuyện nơi đạo Thiên Chúa. Chúa Giêsu sau khi từ giã cõi trần, Ngài đã trở lại hiện hữu nơi các đệ tử của Ngài khi họ quá sợ hãi. Bởi thầy mình bị chết, bị bắt hại. Và họ sợ hãi trốn đi, trốn ở trong căn nhà cùng với nhau. Khi Chúa tới thăm họ, Chúa đã để lại thần khí của Ngài cho họ và nói với họ rằng: Thầy đi, Thầy để lại sự bình an cho các con. Bình an. Một đấng mà người Thiên Chúa giáo tôn thờ khi ra đi vĩnh viễn để lại cái gì? Để lại thần khí và sự bình an cho con người. Có thần khí thì sự bình an của Chúa có trong mọi con người. Câu này đúng đấy. Thần khí, hai chữ trong đạo Chúa được chuyển dịch qua Phật giáo là trí tuệ. Khi Thiên Chúa khai thông trí tuệ cho đệ tử thì sự bình an liền có trong trái tim của họ. Trí tuệ, có trí tuệ mới có được bình an. Còn bình an không thể có khi chỉ nói và người nghe nếu không có trí tuệ. Tiếp theo một cái câu mà trong nhà thờ thường ca, ca tụng rất hay. Bình an. Bình an ở đâu? Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Từ cái chỗ mà Thiên Chúa khai thông trí tuệ và để lại sự bình an, thì bình an liền có nơi người thiện tâm, tức là người có tâm thiện lành. Mẹ chúng ta là người có tâm thiện lành, yêu thương, cho nên mẹ có được sự bình an, và sự bình an đó luôn luôn được nhắc nhở khi con cái sợ hãi rằng: Hãy an tâm, ta liền có được sự bình an. Ta an tâm bởi mẹ có sự bình an, bởi mẹ là người có tâm thiện. Cho nên tâm an là tâm thiện các bạn ơi. Đơn giản vậy thôi, vòng chi cho nhiều luẩn quẩn rồi té xuống khi bị chóng mặt. Ngôn ngữ lộn xộn dữ lắm. Tâm an là gì? Tâm an liệu có bình an không? Có. Nhưng mà tâm an là tâm gì? Là tâm thiện. Trắc nghiệm một chút đi. Khi bạn có cái tâm ác, ăn cướp, ăn trộm, hại người, cướp của người ta về nhà bạn ngủ, đó là tâm ác đó, cướp của. Liệu rằng đêm ấy bạn ngủ có an không? Đâu có an, sợ. Sợ người ta phát hiện, người ta rượt đuổi theo, người ta tìm tới, người ta bắt, người ta đập. Sợ chính quyền địa phương, sợ những người trong chính quyền tìm ra, điều tra và bắt bớ nhốt tù. Sợ đủ mọi thứ hết. Bạn thấy chứ? Chỉ một chuyện đơn giản thôi. Bạn ra đường, bạn xích mích với người ta, bạn chửi, bạn đánh người ta. Tâm ác đó. Liệu bạn có an không? Không an. Bởi vì sợ quay đầu đi, nó rình đằng sau, nó đánh mình chết. Dù rằng mình mạnh hơn nó, nhưng nó đánh mình, đánh nén. Mình đánh nó trước mặt, mình ỉ mặt, nó đánh sau lưng. Vì nó yếu. Các bạn thấy chưa? Bất cứ một việc ác gì, thì tâm làm sao an được? Biển thủ tiền của quốc gia, của nhà băng, của hãng xưởng, lấy tiền của bạn bè, lừa đảo của cha mẹ, ông bà, người thân, mượn tiền rồi không trả, ăn cắp, ăn trộm, làm chịu.
chuyện ác độc, không an được. Tâm ác, hành ác, chẳng thể có bình an. Tâm thiện mới có bình an. Bạn ra ngoài đường, bạn gặp một vị ăn xin, nghèo khổ, bạn không có tiền, nhưng trên tay có một ly nước, một chai nước, bạn dừng lại, mỉm cười, chẳng nói một lời, chỉ trao cho người ấy một bình nước, một chai nước, một ly nước, một đồng, một cách, một nắm xôi, một khúc bánh mì. Vậy mà cả đêm bạn ngủ an, bạn cười hạnh phúc, bởi sung sướng làm được một điều đơn giản với cái nghĩa cử hiến dâng trao tặng. Tâm mình an, ngủ thật sâu, có những giấc mơ lành, chẳng bị ác mộng dày vò. Tâm thiện có bình an, người có thiện tâm có bình an. Bạn đừng nghĩ rằng muốn có tâm thiện là tâm thiện đâu. Bạn đừng nghĩ rằng thiện tâm là có thiện tâm. Người có tâm thiện là người có trí tuệ. Đừng nghĩ trí tuệ cao siêu đến mức mà có trí tuệ rồi, hiểu thấu được các cõi trời, bay bay ở bên trên theo những ngôn ngữ gọi là thần thông vi diệu, biết được cõi này cảnh kia, nhìn thấu, không phải. Trí tuệ đối với Bảo Thành đơn giản là người hiểu thấu nhân quả thiện ác, là người biết được đời sống vô thường sanh diệt, có đó rồi mất đó, thấy đó rồi nó sẽ biến thôi. Chính vì muôn sự vô thường, hiểu, nhìn rõ, được gọi là trí tuệ. Chính vì thấy được vô thường, thấu được nhân quả thiện ác, gọi là trí tuệ. Và người trí tuệ là người hiểu được thiện ác, nhân quả, nhìn thấy được vô thường là sự thật. Nên từ đó, trân quý cái đời sống, khởi cái tâm thiện lành, làm việc thiện, người đấy luôn luôn có sự bình an. Cho nên tâm an không thể có được đâu. Tâm không an thì làm gì có sự bình an. Nhưng tâm an nhất định sẽ có bình an. Và tâm an sẽ có khi người có lòng thiện tâm. Người có lòng thiện tâm là người có trí tuệ, nhìn thấu được sự sanh diệt trong cuộc đời, sự vô thường trong cuộc sống. Người trí tuệ là người thấu được nhân quả thiện ác, bỏ ác, hành thiện. Hành thiện với cái tâm thiện hiểu thấu như thế, người đó có được sự bình an, có năng lượng tình yêu. Người đó có trí tuệ và luôn luôn sống tỉnh thức. Cái giá trị cao quý mà Đức Chúa Trời để lại cho người Công giáo là thầy đi, thầy để lại sự bình an. Cả cuộc đời, bao nhiêu năm giảng dạy, Chúa không để lại một cái gì. Chỉ mang thần khí, tức là mang trí tuệ đánh thức nơi mỗi một đệ tử của các ngài. Và mang sự bình an đặt để trong tâm của họ bằng sự khai sáng trí tuệ. Để họ dũng mạnh, đương đầu với mọi thử thách, chuyển hóa mọi vấp ngã, để rồi đứng vững mà mang cái giáo lý giảng dạy. Chúng ta cũng như thế. Nếu bạn có lòng thiện tâm, bởi bạn thấu rõ vô thường, hiểu được nhân quả, làm được việc thiện, bạn là người có bình an, bạn là người có tâm an. Khi bạn đã có cái tâm an, bình an được trải rộng trong mọi hành động của bạn, thì dù mọi thăng trầm trong cuộc sống, sóng gió của phiền não, những vết xước của đau khổ in hằn trong trái tim, thì mọi hơi thở của bạn vẫn dung thông với nhịp đập của tình thương, bao dung và tha thứ, để hiện thân trên mọi nẻo đường, mang sự bình an tới cho muôn người như người mẹ. Dù ở ngoài kia, thiên hạ có xì xào, có sầm xì, có xỉa sói, có đâm thọt,
bạn trong từng hơi thở vẫn tràn đầy thần khí, ánh sáng của trí tuệ, tràn đầy tình thương và sự an lạc. Để khi bạn nói với ai đó, an tâm đi, người ta tâm họ sẽ an, bởi bạn là người có cái tâm an do trí tuệ thấu được vô thường, hiểu được nhân quả, siêng làm việc thiện. Người tâm an là người có thể nhìn núi lửa phun, đổ tới chân mà chẳng sợ núi lửa của nghịch cảnh, của thử thách, của bão tố, của gièm pha, của đâm thọc, của ghen tuông, của hận thù, của gian trá, của lừa đảo, bạn chẳng sợ. Bởi bạn hiểu được vô thường sanh diệt, bởi bạn thấu được nhân quả thiện ác, bạn luôn hành thiện, nên những sóng gió kia chỉ cộng thêm cái sức mạnh thổi căng cánh buồm tâm an, để con thuyền cuộc đời của bạn cập bến bình an. Các bạn, tâm an sẽ bình an. Nhưng để tâm an, ta phải có trí tuệ. Người có trí tuệ đối với nhà Phật là người biết được thiện ác, biết được nhân quả, biết được tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời chẳng bền vững, hư ảo dễ vỡ, vô thường tới lui, sanh diệt từng giây phút, nên chẳng bám víu chấp chuộng. Và người hiểu thấu như thế luôn luôn biết làm việc thiện, như người mẹ dù con như thế nào cũng yêu thương con, để rồi trước mọi nghịch cảnh giông tố của cuộc đời trở về với mẹ hai chữ an tâm. Đừng lo, để đó cho mẹ. Người con kia liền chẳng còn sợ hãi, tâm thấy bình an. Một sự trải nghiệm rất thực tế. Cuộc sống này đã bao lần bạn dùng chữ an tâm đi, nhưng người không an là bởi bạn thiếu sự bình an, thiếu tình thương, thiếu trí tuệ. Nhưng nếu bạn có cái tâm an rồi, tâm an đó có được do trí tuệ của hiểu được vô thường, thấu được nhân quả thiện ác. Tâm an đó có được do cái tâm thiện lành luôn thực hành các pháp thiện, thì nhất định bạn sẽ có bình an. Và bạn dù có đi tới đâu, bạn cũng mang sự bình an đó hồi hướng trao tặng được cho muôn người. Các bạn thân mến, tâm an liệu có bình an không? Xin trả lời có. Nhưng để có tâm an, cần phải có trí tuệ, nhìn thấu vô thường, hiểu được nhân quả thiện ác và hành được các pháp thiện lành. Như mẹ của chúng ta, người có trái tim yêu thương rộng lớn, có trí tuệ, luôn làm việc thiện lành đối với tất cả các người. Nên mẹ luôn luôn có sự bình an, để khi các con hoảng sợ tới với mẹ, mẹ nói, an tâm đi, để đó mẹ lo, ta liền an. Cho nên, hãy tu tập, rèn luyện, để có trí tuệ nhìn thấu được vô thường trong cảnh sống của cuộc đời. Lời khuyên mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập, hãy quán chiếu mọi hiện tượng đang xảy ra, để thấy khi nó qua đi mà thấu được đó là vô thường. Mọi hiện tượng đều vô thường, không bền vững, có sanh có diệt, có tới có đi, luôn luôn là như vậy. Thấu được điều ấy, bạn sẽ phá được chấp, bạn sẽ không cố chấp. Và từ đó bạn trân quý đời sống của bạn và luôn luôn phát tâm thiện lành để làm các việc từ thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, từ thiện, yêu thương. Còn những chuyện khác chẳng còn có giá trị đứng đầu trong sinh hoạt của cuộc sống nữa. Bạn làm được như vậy, tâm bạn sẽ an. Và nếu tâm bạn an vì những điều ấy, thì bạn sẽ có được sự bình an.
Còn nếu bạn không có tâm thiện, bởi không nhìn thấu được nhân quả thiện ác, bởi không nhìn thấu được vô thường, bạn luôn hành ác, tâm ác, thì bạn sẽ không bao giờ có được sự bình an. Một thực nghiệp thật rõ, hãy làm việc thiện đi, bạn sẽ thấy bạn có bình an. Người biết làm việc thiện là người tâm an. Cho nên đừng làm ác để tâm bất an, rồi chẳng bao giờ có được sự bình an. Hãy nên như người mẹ có trí tuệ nhìn thấu và luôn luôn biết yêu thương con của mình, để khi ai đó gặp rắc rối trong cuộc đời, ta có cái sức mạnh của tình yêu, có sự sáng của nhìn thấu mọi vấn đề, mà nói với họ hãy an tâm. Để đó, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Một lời nói đơn giản nhưng có cân lượng của trí tuệ, của kiến thức, của tình yêu, của tình thương, của các pháp thiện lành, nơi năng lượng vi diệu cần luôn luôn gửi tới, để mà sắc tấn thúc đẩy mọi người vượt qua chướng ngại của cuộc sống.